Hello, xin chào chú anh chị bạn đến buổi thành ngày hôm nay nha. Hôm nay có cập nhật hai con bò cái nha chú anh chị. Một con kem Pháp nha, một con kem Pháp là trên nhìn mẹ là Bouchin nha chú anh chị, và một con Angus nha. Một con kem cái kem Pháp nha và con Angus nha. Hai con này được 7 tháng hết cô chú anh chị. Hai con bò này nó cũng cỡ nhau cô chú anh chị. Hai con cừu của em tôi là một mét 15 nha. 1m15 nha chú anh chị. Đây. Con bò này đầu trụ lũi luôn nha. Xe mặt chính đây nha cô chú. Da không có cái gì vậy ta. Xe mặt chính luôn nha. Xe lần chính luôn nha. Con bò này rất là đẹp cô chú anh chị. Con này là con kem Pháp nha cô chú anh chị. Nè, chân móng nè cô chú anh chị nhìn thấy không? Rất là to luôn nè. Rúng yếm khỏi đó rồi chú anh chị. Rúng yếm lợt tật luôn nha. Rúng nói chuyện tới yếm luôn nha. Nè. Cô chú anh chị nhìn thấy đẹp không? Nè, cái bầu vú vú này vú nè, cực kỳ không? Rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Rất là tốt luôn. Con bò này rất là dài đòn nè, xương sống cao to cô chú anh chị nè. Xương nó đi cục bình luôn nha, nè. Rất tốt luôn nha. Hai con bò này nó cỡ nha cô chú anh chị, 90 nha, chiều cao á. Thá nó cũng cỡ luôn. Là con này là con kem Pháp cô chú anh chị. Dài đít cô chú anh chị nhìn thấy không? Cũng yếm nè. Cũng yếm lệch tạt luôn nha, chân móng là móng sò luôn nha. Cái móng sò cô chú anh chị nè. Nhìn này vú nó đã không? Đây. Cái lưng chân lưng đó nè, cô chú anh chị nhìn thấy không? Dài đâu luôn nha, nè, lưng nè. Có qua rất là bự luôn nha. Rất là đẹp sáng cô chú anh chị. Cái đầu nó dài thường thượt luôn nha con bò này nè. Hai con bò này con nào cũng dài chứ. Hai con bò này cũng có mức giá là 27 triệu cô chú anh chị. 27 triệu nha, 27 triệu là em bao ship vòng 100 cây nha. Nếu mua lẻ ra là em không có bao ship nha. Con này là con Angus nha cô chú anh chị, con Angus siêu đỏ nha, đây. Con Angus nha, đầu chuỗi lũi luôn nè. Mặt rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đây. Nè, rúng yếm là lệch phạt luôn nha. Bên này chú nè cô chú anh chị nhìn thấy đã không? Con Angus nè, cực kỳ luôn. Nè. Chân móng nè cô chú anh chị, nè. Móng sò luôn nha, cùm đứng thẳng nha, không có xe không xuống rúng ruột hết nha. Nói chung là hai con này là em bao thật lỗi nha, không có xe không xuống rúng ruột hết nha. Rúng nè. Cô chú anh chị nhìn thấy không? Con Angus đã không? Cực kỳ lâm đầu cái lưỡi luôn cô chú anh chị ơi. Da nó cô chú anh chị ơi. Sái hơi sụp sái chân lưng nha chú chị, giữa lưng nha. Nè. Trời ơi con bò. Bò Angus. Hai con này được 7 tháng hết rồi nha. Chiều cao nó 90 nha cô chú chị. Nè lông da nó cô chú chị nhìn thấy ghê không? Con Angus cực kỳ luôn. Đầu thì đầu đủ luôn. Nếu mà mua lẻ nha là một con là 13 rưỡi cô chú chị, 13 rưỡi nha. Con siêu này cũng 13 rưỡi luôn nha. Này. Con này là con siêu nha. Chứ không phải là con kem của chú anh chị. Siêu mỏ đỏ nha. Đây. Hai con bò này rất đẹp của chú anh chị nha. Đăng lên cô chú anh chị mình hốt đèn sẽ để. Mất cũng á, bò này rất là đẹp luôn. Để giống là hết nó hết chê luôn nha. Nè, cái này vú là nhìn đã không? Con này là anh gút nha, chân móng nè. Nói chung là hai con bò này chân móng con nào nó rất là to luôn chú anh chị nè. Con này là con kem nha. Nè, rúng chiền đã lắm, hai con bò nói chung là rúng yếm rồi, lệch thật luôn, rất là đẹp, lông da rất là nhuyễn luôn chú anh chị ơi. Hai con bò có mức giá là 27 triệu nha, nếu mua lẻ ra là con này là 13 triệu rưỡi nha, hai con nói chung là 13 triệu rưỡi hết, đồng giá. Mà mua lẻ là không có bao ship luôn chú anh chị, còn nếu mà cô chú anh chị nào mua hai con thì em bao ship vòng 100 cây nha. Nếu mua hai con em bao ship vòng 100 cây nha. Một kem này thì kiếm một con thứ hai cực luôn đó chú chị. Nó đẹp. Đẹp toàn diện luôn nha. Đầu thì đầu chuỗi lũi luôn nha. Nè. Dài đòn xương sóc rất là to, lông dài rất là nhuyễn luôn nha. Sát rất nghiêm chỉnh nha. Nè. Con kem rất đẹp luôn. Lâu lâu lắm rồi em mới gặp được con kem gì này nha. Nè, chân móng nè. Chân nó rất là to luôn chú chị. Chân móng sò luôn nha. Con kem Pháp. Hai con 27 triệu làm bao ship 100 cây. Còn nếu cô chú anh chị nào mua lẻ ra là một con 13 triệu rưỡi hết nha, đồng giá nha. Mà không có bao ship nha. Nếu mua lẻ ra con này là con siêu nha. Rất là tốt luôn. Hai con bò rất tốt chú chị. Mua cho về để nái là con sau này cũng hai con bò lên tặng nhất hết nha. Rồi nãy giờ cũng như đã thành thông tin hình ảnh của hai con bò này rồi. Nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích mua gì phát triển kinh tế vào luôn nha. Chúc mọi người đã được hình. Đến đây thì em xin kết thúc video tại đây nha. Em xin tạm biệt, chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.